Thưa quý vị, chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U15 Phù Đổng ở lượt trận cuối cùng vòng loại bảng F, đội U15 Cần Thơ đã giành chiếc vé tham dự vòng chung kết U15 quốc gia 2022 tại Gia Lai. Đây là chiếc vé vượt qua vòng loại đầu tiên của một đội bóng trẻ Cần Thơ kể từ khi bóng đá Cần Thơ làm lại các tuyến U năm 2013 đến nay. Kết thúc lượt trận cuối vòng loại, Ban tổ chức giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2022 đã xác định 12 đội vào vòng chung kết, gồm Viettel, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Quế, BVF, Nam Định, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp và Cần Thơ. Vòng chung kết U15 quốc gia 2022 ở Gia Lai dự kiến khai mạc vào ngày mai 8 tháng 8.